Người ta gọi vùng đất An Nhơn, tỉnh Bình Định là đất kinh kỳ, đất trăm nghề, danh xưng nào cũng thuyết phục, bởi minh chứng sống động là những vết tích thành cổ uy nghi và rất nhiều làng nghề thủ công truyền thống còn tồn tại đến ngày nay. Kinh thành Bình Định một thời chính là miền đất hứa, thu hút nhiều nghệ nhân tài giỏi khắp trong Nam ngoài Bắc, hội tụ về sinh cơ lập nghiệp. Sông Côn, con sông lớn nhất tỉnh Bình Định, bồi đắp một vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ, thích hợp với canh tác nông nghiệp và quá trình định cư lâu đời của người xưa, đã tạo cho vùng đất An Nhơn một nền tiểu thủ công nghiệp phong phú và đa dạng với những sản phẩm làng nghề tinh xảo, độc đáo. Dường như phần lớn các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và các làng nghề truyền thống có thể giới thiệu với du khách khi đến Bình Định đều tập trung ở An Nhơn. Bình Định hiện có trên 50 làng nghề truyền thống, phần lớn đều tập trung trên đất An Nhơn. Các làng nghề ở đây gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn xưa. Đồng bằng ven sông Côn nằm rải rác quanh khu vực thành Đồ Bàn, thành Hoàng Đế xưa trong vòng bán kính chừng 10 km. Chọn điểm trung tâm là thị trấn Bình Định, huyện lỵ của An Nhơn. Đi về bất cứ hướng nào, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp các làng nghề. Hầu hết những làng nghề truyền thống ở Bình Định đều có lịch sử lâu đời. Có những làng nghề tồn tại hàng trăm năm, quy tụ rất nhiều nghệ nhân thợ giỏi, được đào tạo theo kiểu truyền nghề. Chính vì vậy, sản phẩm của các làng nghề truyền thống không chỉ có giá trị kinh tế mà còn chứa đựng bản sắc văn hóa đặc trưng của từng địa phương và gắn liền với tên gọi của một vùng đất như một thương hiệu không thể phai mờ. Nói đến nghề rèn, nơi sản xuất những sản phẩm phục vụ nông ngư nghiệp cho người dân Bình Định, người ta nghĩ ngay đến làng Tây Phương Danh. Hay làng Vân Sơn nổi danh với những sản phẩm gốm tinh tế, chất lượng. Làng Nhạn Tháp gắn với nghề tiện, chạm gỗ mỹ nghệ có từ thời nhà Nguyễn. Làng Cẩm Văn chuyên nghề khảm xà cừ với nhiều sản phẩm đồ thờ tự có mặt khắp trong Nam ngoài Bắc. Đi qua các làng quê ở trung tâm An Nhơn, chúng ta còn có dịp nhìn thấy sự tài hoa của các nghệ nhân Bình Định với nghề điêu khắc đá trăm qua các thời kỳ. Trong gần 5 thế kỷ, từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 15, với vai trò là một trung tâm văn hóa lớn của vương triều Vijaya Champa, trên đất Bình Định đã có nhiều công trình kiến trúc, nhiều tác phẩm điêu khắc độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm được xây dựng và khắc tạc. Người Chăm cũng để lại cho vùng đất có bề dày lịch sử này những thế hệ nghệ nhân chuyên nghề điêu khắc đá. Lẩn khuất trong những sân vườn ở vùng nông thôn An Nhơn, chúng ta có thể bắt gặp một không gian trầm mặc được tạo nên bởi những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật cổ xưa. Điều khá thú vị là ở đây, chúng ta có thể hình dung sự độc đáo của nghệ thuật điêu khắc đá trăm qua các tiêu bản mới được chế tác.
Từ những tác phẩm có tính tôn giáo thể hiện sự tinh tế, sang trọng trên từng chi tiết, hình khối như phù điêu nữ thần, thần hộ pháp hay hình tượng những tu sĩ, nữ thần, vũ nữ. Hay các tác phẩm có kích thước lớn, họa tiết trang trí khối nổi rõ, hình khối căng to, thô, mang sức sống thời đại như tượng linh thú lưỡng hợp đầu voi mình sư tử Gajasima, thủy quái Makara. Song có lẽ điều ấn tượng với nhiều người khi đi qua vùng đất An Nhơn, Bình Định chính là những gian hàng bày bán các món ăn đặc sản nổi danh ven tuyến quốc lộ 1A. Nem chợ huyện, rượu bầu đá, những món ăn dân dã nhưng lại có sức thu hút khách thập phương muốn tìm về nơi làm ra món ẩm thực nổi tiếng này. Làng rượu Cù Lâm ở phía tây An Nhơn, nơi làm nên thương hiệu rượu bầu đá nổi danh khắp trong Nam ngoài Bắc. Làng Cù Lâm như một cù lao nhỏ giữa cánh đồng bạt ngàn. Cả ngôi làng chỉ có vỏn vẹn 38 hộ gia đình, nhưng đã có đến 32 hộ chuyên nghề nấu rượu. Điều khá thú vị là mặc dù thị trường tiêu thụ ngày càng lớn, nhưng người dân ở đây vẫn giữ cách chế biến thủ công nhỏ lẻ có từ lâu đời. Nguyên liệu để chế biến rượu bầu đá là loại gạo nếp ngon nhất được trồng tại ngôi làng này. Sau khi nấu thành cơm sẽ được trộn với men rượu rồi cho vào ổ khoảng 3 ngày. Tiếp theo, sẽ cho nước vào ủ thêm 2 ngày. Công đoạn cuối cùng là cho vào nồi chưng cất. Khoảng vài giờ sau, sẽ cho ra loại rượu hảo hạng này. Ở Bình Định hiện có nhiều nơi làm nghề chưng cất rượu với công thức tương tự như cách làm rượu bầu đá, nhưng không nơi nào tạo được hương vị rượu độc đáo như nơi này. Theo những người trong làng, yếu tố tạo nên hương vị độc đáo thuyết phục giới sành ẩm thực của rượu bầu đá chính là nguồn nước. Ngôi đình gần cổng làng ngày xưa có một bầu nước rộng khoảng 1.000 m², xung quanh có rất nhiều tảng đá lớn. Bà con trong làng ngày trước đều đến đây lấy nước về nấu rượu. Tên gọi rượu bầu đá ra đời có lẽ cũng chính vì điều này. Mỗi ngày, làng rượu Cù Lâm cung ứng cho thị trường khoảng hơn 600 lít rượu bầu đá. Dẫu là người sành rượu, cũng khó phân tích một cách cụ thể rượu bầu đá ngon ở chỗ nào. Chỉ biết rằng hương vị đặc trưng của loại rượu trong veo này là một sự kết tinh tuyệt hảo của nước, gạo, men, lửa và kỳ công của người dân bầu đá. Nếu một trong những yếu tố trên không phải là bầu đá thì chắc chắn sẽ không có một thứ rượu bầu đá nổi danh xưa nay. Không chỉ có rượu bầu đá đã trở thành thương hiệu nổi tiếng từ lâu, mà nhiều mặt hàng thủ công ở An Nhơn cũng đã khẳng định vị trí xứng đáng trong lòng người tiêu dùng. Về phía Bắc An Nhơn, chúng ta có dịp ghé thăm thị tứ Gò Găng và làng Phú Gia, nơi chuyên nghề chằm nón. Ngày xưa, Bình Định nổi tiếng với chiếc nón ngựa, một loại nón chủ yếu sản xuất để cung cấp cho quan lại triều đình và các bậc văn nhân thượng lưu. Người dân ở đây quan niệm rằng người đi ngựa phải có chiếc nón đội đầu thì mới oai phong lẫm liệt.
các tư liệu lịch sử, và không ai ở Gò Găng có thể khẳng định chiếc nón lá truyền thống ở ngôi làng này có từ khi nào. Dân gian chỉ truyền tụng, nón ngựa ở đây là biến thể từ nón thượng của người Chăm sau khi kinh thành Đồ Bàn sụp đổ và hoang phế từ năm 1471. Làng Gò Găng nằm sát bên thành cổ đã học cách chằm nón của người Chăm, có thay đổi chút ít để trở thành chiếc nón của người Việt. Đầu mối chính của nghề nón là thị tứ Gò Găng. Đây là địa điểm trao đổi mua bán nón từ lâu đời. Nón được sản xuất rất nhiều nơi ở huyện An Nhơn, rồi được chuyển về bán tại chợ Gò Găng, nên người dân quen gọi là nón Gò Găng. Thực ra, nơi làm ra những chiếc nón tinh xảo chính là làng Phú Gia, nơi có khoảng 20 hộ gia đình còn lưu truyền nghề chằm nón ngựa truyền thống. Làng Phú Gia bây giờ, người làm nón ngựa chủ yếu theo yêu cầu của những người muốn tìm lại nét xưa và dành để bán cho khách du lịch. Nón ngựa được làm rất công phu và qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Một chiếc nón ngựa thường qua 4 công đoạn chính là tạo sườn, thắt nang, thêu hoa văn và cuối cùng là công đoạn lợp lá chằm chỉ. Thời gian để chằm xong một chiếc nón ngựa phải mất khoảng 3 ngày. Về sau, nón ngựa được cải tiến dần để phục vụ cho người lao động. Từ nón ngựa đơn, dần dần chuyển sang nón lá với sự pha trộn một cách hài hòa giữa hai loại nón ngựa và nón bài thơ xứ Huế. Điều thú vị khi đến làng nón Gò Găng là chúng ta có dịp tham gia vào phiên chợ đêm chuyên bán các dụng cụ và sản phẩm của làng nghề. 3 giờ sáng, con đường quốc lộ 1A dẫn vào chợ nón Gò Găng đã ồn ào náo nhiệt. Hàng trăm ngọn đèn dầu bên cạnh sắc trắng của nón lá tạo nên một khung cảnh huyền ảo trong đêm. Nhiều người không hiểu vì sao giữa thời buổi công nghiệp hiện đại, đèn điện rất sẵn, nhà dân lại ở ngay bên cạnh có thể dễ dàng kéo điện ra chợ. Nhưng người dân nơi đây vẫn họp chợ trong ánh đèn dầu. Những chiếc nón ngựa, nón lá làm ra trong ngày được người dân quanh vùng mang ra chợ để bán cho các thương lái. Tuy là phiên chợ nhưng rất hiếm khi có sự mặc cả trong việc trao đổi mua bán. Người mua ngồi tại chỗ, trước mặt là ngọn đèn dầu thắp sáng. Người bán ôm những chồng nón đến chào mời, tất cả như đã trở thành nếp quen. Càng lúc chợ nón càng náo nhiệt. Phiên chợ đêm như thu hút tất cả những phụ nữ chuyên nghề làm nón trong làng Gò Găng và những vùng phụ cận. Bởi ngoài việc thu mua nón, đây còn là nơi cung cấp các loại vật liệu để họ tạo ra những chiếc nón cho ngày hôm sau. Hừng đông cũng là lúc chợ nón kết thúc. Hàng ngàn chiếc nón mới thu mua được các thương lái đưa đi khắp mọi miền đất nước. Rời làng nón Gò Găng về phía tây vùng đất An Nhơn, chúng ta có dịp ghé thăm làng An Thái, nơi định cư của những người Hoa xa xứ. Thị tứ An Thái được biết đến như một trong những chiếc nôi của võ cổ truyền Bình Định và là nơi chuyên nghề chế biến một món ăn bổ dưỡng cầu kỳ. Cách đây hàng trăm năm, người Hoa gốc Minh Hương đến định cư tại nơi này. Sự có mặt của họ đã làm cho việc giao thương mua bán hàng hóa thông qua đường sông, đường bộ rất nhộn nhịp, biến nơi này trở nên trù phú như một đô thị nhỏ ở nông thôn. Với tập quán làm ăn truyền thống, cộng đồng người Hoa đã tổ chức sản xuất tiểu thủ công nghiệp và bán hàng chả phô cùng với nhiều dịch vụ chế biến các món ăn, thức uống truyền thống của người Hoa.
Trong đó có một loại bún sợi khô được chế biến từ hạt đậu xanh mà ngày nay người ta quen gọi là bún song thần. Theo người trong làng kể lại thì bún song thần xuất hiện vào thế kỷ 18. Dưới thời phong kiến, các quan lại địa phương Lai Kinh đều mang theo bún song thần tiến lên vua nên còn có tên gọi là bún tiến. Vì thuở xưa bún sản xuất có hạn nên chỉ có những gia đình quyền quý cao sang mới dám mua về ăn. Dưới thời Pháp thuộc, làng bún An Thái bắt đầu phát triển mạnh, có đến hàng trăm hộ dân chuyên sống bằng nghề bún. Bún song thần từ đó trở thành món ăn bình dân. Bún song thần nổi tiếng bổ dưỡng bởi nguyên liệu để chế biến hoàn toàn từ tinh bột đậu xanh nguyên chất. Hiện nay ở thị tứ An Thái còn tồn tại 3 cơ sở sản xuất bún song thần với quy mô khá lớn. Do đây là nghề cha truyền con nối của người Hoa nên chỉ duy nhất ở An Thái mới làm được món ăn này. Nghề sản xuất bún song thần khá vất vả, tốn nhiều công sức và tiền vốn. Công nghệ sản xuất hiện tại chủ yếu vẫn theo lối thủ công. Đậu xanh sau khi phơi khô được lựa chọn kỹ lưỡng để đãi vỏ và xay tạo thành tinh bột. Những người thợ chế biến dùng loại tinh bột nguyên chất này nhồi cùng với nước và loại phụ gia bí truyền, sau đó cho vào khuôn, dê thành sợi, vào nồi nước sôi. Đến khi bún chín vớt ra, cho ngâm nước lạnh, rồi đưa phơi nắng trên các phên tre. Sự cầu kỳ trong cách chế biến đã tạo nên loại bún khô khá đặc biệt, để khi cho vào nồi nước sôi, không tạo hồ, đun nước sôi bao lâu sợi bún vẫn dai, không bị giã. Đây cũng chính là yếu tố quyết định nên thương hiệu và sự độc đáo của bún song thần An Thái. Vùng đất An Nhơn luôn mang đến những điều thú vị cho du khách, bởi không chỉ là nơi lưu truyền nhiều làng nghề nổi danh từ xa xưa của vùng đất Võ Bình Định, mà đây còn là nơi sản sinh ra những nghề mới, tạo việc làm ổn định cuộc sống cho người dân vùng nông thôn này. Phía đông An Nhơn là làng Háo Đức, ngôi làng được xem là nơi khởi nguồn cho nghề trồng mai xuân ở Bình Định. Phù sa sông Côn đã tạo cho dải đất ven bờ này một vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ, thích hợp cho việc canh tác lúa từ bao đời, và một loại hoa cảnh chỉ để dành cho những ngày Tết cổ truyền. Giống như bao vùng nông thôn ở hạ lưu sông Côn, nghiệp cấy cày vẫn hiện hữu ở làng quê này. Song không như trước, trồng lúa giờ chỉ là nghề phụ. Từ 10 năm nay, cuộc sống mưu sinh của bà con Háo Đức đang dựa vào nghề trồng loại hoa cảnh cung cấp cho những người yêu mai khắp mọi miền đất nước. Đến ngôi làng nhỏ này, từ đầu đến cuối làng đều thấy toàn là mai. Cả làng tập trung công sức vốn liếng trồng mai. Chỉ nhờ vào chuyên nghề trồng cây mai xuân, Háo Đức từ một làng thuần nông khó nghèo trên miền đất từng vàng son những dấu tích văn hóa tường thành, tháp Champa cổ xưa, nay trở thành ngôi làng trù phú, nổi tiếng ở vùng nông thôn Bình Định. Người Bình Định còn lưu truyền, ngày xưa mai vàng là loại hoa chủ yếu dùng để tiến vua trong dịp Tết. Đến thời Bình Định Vương Nguyễn Huệ mới cho phép người dân mang về ươm giống trồng tại gia đình để cùng hưởng điềm lành trong năm mới. Làng Háo Đức và vùng đất An Nhơn là nơi đóng đô của các vương triều xưa, nên thú chơi mai xuân từ đó nhanh chóng lan truyền và trở thành thú vui tao nhã của người dân trong những ngày Tết. Thú chơi mai vàng gắn với từng gia đình ở làng quê Bình Định và vẻ đẹp của chúng được người dân nâng lên nhờ sự kết hợp với nghệ thuật bonsai trong cách tạo dáng. Làng Háo Đức chính là nơi đầu tiên ở Bình Định cho ra đời nghệ thuật chơi mai khá cầu kỳ. Không chỉ dừng lại ở việc tạo dáng cho cây mai, việc lai tạo giống mai xuân năm cánh của làng với các loại mai có nguồn gốc từ miền Nam để cho ra đời nhiều giống mai độc đáo chỉ có ở nơi này. Nhờ đó đã đưa cây mai xuân ở Háo Đức trở nên nổi tiếng và biến nơi đây thành vựa mai lớn nhất khu vực miền Trung.
Qua thời gian, mai vàng Háo Đức ngày càng đa dạng do quá trình cắt ghép lai tạo nhiều chủng loại. Mai Háo Đức hiện có hàng chục giống. Cây mai trồng ở làng Háo Đức được ưa chuộng bởi sắc vàng đậm và cánh hoa dày. Song điều quan trọng nhất tạo nên giá trị cho cây mai ở nơi này vẫn chính là dáng thế đặc trưng. Chơi mai là nghệ thuật công phu. Quan niệm xưa và nay cho rằng một cành mai nở không đúng vào dịp Tết, mai vừa nở đã rụng hoặc các nhánh phân bố không hợp cách là xui xẻo cả năm. Chính vì thế, ngày Tết, những người chơi mai thường chọn mua những cây mai có dáng đẹp, có các hình dáng một lão mai gốc to, sần sùi, mọc rong rêu và có những hình thể như chân quỳ, hạc bay, phụng hoàng. Ngoài những nét trên, người mua mai còn chú trọng đến sự phân chia các nhánh, phân chia cành theo thứ lớp, bông dài đều, nhánh to khỏe, nhánh uyển chuyển, nụ bụ bẫm, lá non vừa nhú. Kinh nghiệm trồng mai lâu đời ở Háo Đức đã tạo ra những chậu mai kiểng hội tụ đủ các yếu tố cần thiết ấy. Điều này giúp cho cây mai ở đây được người ưa hoa khắp mọi miền ưa chuộng. Sống ở làng mai, sinh kế nhờ vào cây mai nên công việc người dân nơi đây phần lớn đều liên quan đến loại cây trồng này. Làng Háo Đức có khoảng 400 hộ thì hầu hết đều theo nghề trồng mai. Hiệu quả kinh tế từ loại cây này đã góp phần cải thiện đáng kể cuộc sống người dân ở làng quê này. Cây mai lúc đầu chỉ là món quà biếu ngày xuân của các gia đình, dần trở thành loại hàng hóa để người dân mua bán trao đổi trong những ngày giáp Tết. Đã nhiều năm, cây mai ở Háo Đức không chỉ là thú chơi truyền thống tao nhã của người dân trong những ngày xuân, mà đã trở thành loại cây trồng góp phần tạo việc làm và mang lại thu nhập đáng kể cho người dân. Từ lúc trồng mai trở thành nghề chính của bà con trong làng, ở Háo Đức xuất hiện thêm nhiều gia đình chuyên nghề đúc chậu để cung cấp cho những nhà vườn một công việc đủ để tạo thu nhập ổn định cho những gia đình nghèo khó. Không như các loài hoa khác, mai là loại hoa kiểng lâu năm, càng chơi lâu càng giá trị nên việc chăm sóc cũng diễn ra quanh năm. Để trồng một chậu mai ưng ý đòi hỏi rất công phu, từ khâu chọn giống đến nghệ thuật chăm sóc, uốn tỉa. Mai xuân chỉ thật sự có giá trị khi hội tụ đủ những yếu tố như lão, dáng đẹp, hoa rực rỡ. Bởi vậy, muốn có chậu mai ưng ý, người trồng phải uốn sửa từ cây con và chăm đến hàng chục năm hoặc hơn thế nữa. Chính nhờ điều này đã tạo việc làm ổn định, thú vị cho người dân trong làng. Sự khởi sắc của các làng nghề truyền thống trên vùng đất An Nhơn không chỉ góp phần gây dựng lại thương hiệu cho các sản phẩm thủ công truyền thống có từ lâu đời, mà còn là cơ hội để Bình Định mở ra các tour du lịch làng nghề nhằm quảng bá, giới thiệu đến du khách. Bình Định từ lâu được biết đến là vùng đất có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa. Đó là sự kết tinh của nhiều yếu tố, trong đó có cả văn hóa làng nghề. Về với những làng nghề truyền thống trên đất An Nhơn, điều cuốn hút du khách không chỉ bởi được chạm vào quá khứ, được sống một không gian văn hóa thuần hậu cổ xưa, mà còn bị chinh phục bởi những người dân thôn quê bình dị, năng động, biết kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để phát triển làng nghề và làm giàu cho chính mình. Hàng chục
làng nghề ở An Nhơn đang tồn tại và phát triển. Nhiều sản phẩm làng nghề An Nhơn đã tìm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong và ngoài nước. Thêm một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của các làng nghề khi chúng ta biết tôn tạo, gìn giữ và phát huy những giá trị cổ xưa.